Người Korowai hay Korowai, Kolofo là một dân tộc bản địa cư trú trong những cánh rừng ở cực đông của tỉnh Papua của Indonesia. Người Korowai được phát hiện vào những năm 1970. Họ sống theo tổ chức xã hội theo hình thức bộ tộc và đây là một trong những bộ tộc sống hoang dã và nguyên thủy nhất thế giới, hay còn biết đến là một bộ tộc người cây độc đáo sống biệt lập với thế giới trong hàng thế kỷ đã qua. Theo cuộc điều tra dân số Indonesia thì bộ lạc này có gần 3.000 thành viên sinh sống rải rác trong khắp các cánh rừng ở Papua. Người Korowai từng có tục săn đầu người và ăn thịt người và được coi là bộ tộc ăn thịt người hoang dã và ẩn dật. Những người thuộc bộ tộc Korowai chuyên sống trên ngọn cây với những tập tục thời nguyên thủy, trong đó một nhóm người săn bắn sống trong một khu rừng xa xôi ở Indonesia vừa được chính thức công nhận là bộ lạc đầu tiên sống trên cây. Bộ lạc này nói ngôn ngữ riêng của mình và sống bằng động thực vật trong rừng. Về trang phục, người Korowai chỉ che thân bằng lá chuối, trong đó đàn ông hoàn toàn ở trần, còn phụ nữ che phần kín bằng lá cây, cỏ khô, một số phụ nữ thì có lá hoặc cỏ che phần sinh dục, còn phần đông thì không mặc gì. Những mô tả khác cho thấy, đàn ông của bộ tộc Korowai hầu như trần truồng, họ chỉ dùng một sợi mây quấn xung quanh bụng. Còn phụ nữ mặc váy ngắn làm từ những chiếc lá khô. Cỏ sago là loại thức ăn chủ yếu trong các bữa ăn của họ. Cây sago được đốn 4-6 tuần trước khi nó được chế biến thành lương thực. Sau khi đốn, nó được để thối rữa trong đầm lầy nơi lũ ấu trùng có thể phát triển. Sau 4-6 tuần, cây cọ sẽ được bổ ra lấy các ấu trùng bọ cánh cứng Capricorn. Đây là một món ăn ưa thích của những người Korowai. Họ có thể ăn chúng cả lúc còn sống hay nấu chín. Ấu trùng có vị béo ngậy và mùi thơm rất hấp dẫn. Chúng là nguồn cung cấp chất béo đáng kể cho người cây Korowai. Phụ nữ Korowai lấy ấu trùng từ cây sago, sau đó sẽ nghiền một nhánh cọ sago thành bột nhỏ, một món ăn có trong các bữa ăn của người Korowai. Bộ tộc Korowai sử dụng cây cọ sago, hay còn gọi là sagu, như một nguồn thực phẩm chính. Sago là một loại tinh bột được chiết xuất từ thân của các loại cọ sago, và nó là nguồn cung cấp carbohydrate quan trọng cho nhiều dân tộc bản địa ở khu vực Đông Nam Á và Melanesia. Dưới đây là quy trình chi tiết về cách bộ tộc Korowai chế biến sago. Thu hoạch cọ sago, người Korowai chọn những cây cọ sago trưởng thành có đường kính lớn và vỏ dày. Thường là những cây có tuổi đời từ 10 đến 15 năm. Sau khi chọn cây, họ đốn hạ cây bằng rìu hoặc dao lớn. Việc này đòi hỏi kỹ năng và sức lực vì cây cọ sago có thể rất to và nặng. Chuẩn bị thân cây, khi cây đã được đốn hạ, họ loại bỏ lá và cành cây, chỉ giữ lại thân cây. Thân cây được cắt thành các khúc ngắn khoảng 1-2 mét để dễ dàng xử lý. Tách vỏ và nạo lõi, họ dùng dao hoặc dụng cụ sắt để tách vỏ cây ra, để lộ phần lõi mềm bên trong. Lõi cây sago chứa nhiều tinh bột và có màu trắng. Người Korowai nạo phần lõi này bằng cách dùng dụng cụ nạo thủ công. Trong bộ tộc Korowai, việc chế biến cây cọ sago là một hoạt động cộng đồng, nơi mà cả phụ nữ già và trẻ đều tham gia. Quy trình này không chỉ là một công việc thiết yếu để cung cấp thực phẩm mà còn là một phần quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng và truyền dạy kỹ năng qua các thế hệ. Dưới đây là mô tả chi tiết về cảnh phụ nữ từ già đến trẻ tham gia vào quá trình tách vỏ và thu hoạch cây sago thủ công. Những phụ nữ lớn tuổi, với kinh nghiệm và sức mạnh đáng kinh ngạc, sử dụng dao lớn để tách vỏ cọ sago. Họ chém từng nhát dao mạnh mẽ và chính xác, tách từng lớp vỏ dày để lộ phần thân mềm bên trong. Nạo lõi sago, sau khi thân cây được tách vỏ, quá trình nạo lõi bắt đầu. Các phụ nữ trẻ, dưới sự hướng dẫn của các bậc cao niên, dùng các dụng cụ nạo thủ công để bào phần lõi trắng của cây cọ. Những mảng lõi bị bào nhỏ dần, lộ ra lớp tinh bột bên trong. Tiếng nạo cọ sát vào thân cây tạo nên một âm thanh đều đặn, như một điệu nhạc lao động giữa rừng. Làm việc cộng đồng, cả nhóm làm việc nhịp nhàng và ăn ý, mỗi người một việc, từ tách vỏ, nạo lõi đến thu gom tinh bột. Những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cũng tham gia, chạy đi chạy lại giúp đỡ các bà, các mẹ, học hỏi những kỹ năng từ nhỏ. Những phụ nữ lớn tuổi thỉnh thoảng dừng lại, cẩn thận chỉ dạy các cô gái trẻ về cách nạo lõi sao cho hiệu quả nhất hay cách sử dụng dao một cách an toàn. Sau khi đã nạo xong lõi sago, các phụ nữ của bộ tộc Korowai chuyển phần lõi vào một máng gỗ lớn. Họ đổ nước vào máng và bắt đầu nhào trộn lõi sago một cách kỹ lưỡng. Máng tách tinh bột của bộ tộc Korowai được làm thủ công từ gỗ cây sago hoặc các loại cây gỗ lớn khác trong rừng. Máng có dạng hình chữ nhật dài, với thành cao đủ để chứa một lượng lớn lõi sago và nước. Bề mặt bên trong của máng được làm mịn để đảm bảo quá trình nhào trộn diễn ra hiệu quả. Phía dưới máng có các lỗ nhỏ hoặc khe hở được thiết kế để nước và tinh bột có thể chảy ra ngoài, còn sơ và tạp chất được giữ lại bên trong. Những lỗ này được bố trí khéo léo để tinh bột tách ra một cách tối ưu, đồng thời giữ lại sơ cây và các tạp chất khác. Máng gỗ này không chỉ là một công cụ quan trọng trong quá trình tách tinh bột. Trong cuộc sống của người Korowai, việc tìm kiếm ấu trùng và các loại côn trùng khác để chế biến cùng tinh bột sago là một phần quan trọng trong hoạt động sinh tồn hàng ngày. Đàn ông trong bộ tộc có vai trò chủ yếu trong việc tìm kiếm và thu hoạch những nguồn thực phẩm này. Xác định cây sago bị mục, đàn ông Korowai tìm kiếm những cây sago đã già hoặc bị mục. Những cây này thường có dấu hiệu như thân cây mềm và rỗng, đây là nơi lý tưởng để ấu trùng phát triển. Quá trình tìm kiếm ấu trùng trong cây cọ mục là một phần quan trọng của đời sống người Korowai, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào và quý giá. Ấu trùng cây cọ thường sống và phát triển bên trong. Đây là một phần của quá trình sinh học tự nhiên khi một loài côn trùng sử dụng cây cọ làm môi trường phát triển cho các giai đoạn sơ khai của mình. Các loại côn trùng trong thân cây cọ thường là nguồn thực phẩm quan trọng cho người Korowai. Và một số con bọ mà họ có thể ăn được bao gồm sâu đụng cọ, Rhynchophorus ferruginous. Đây là một loài sâu màu trắng có thể tìm thấy trong thân cây cọ.
Sonyadam, Capnodis tenebrionis, Sonyadam và cả sâu lẻm, Curculionidae, cũng là một loài sâu có thể ăn được, thấy trong thân cây cọ. Chúng có thể được chế biến và ăn sống hoặc nấu chín. Bột sago đã chế biến sau đó được trộn với nhân ấu trùng và các nguyên liệu khác tùy thuộc vào sở thích và thực phẩm có sẵn. Hỗn hợp này sau đó được đặt trong lá hoặc vỏ của cây để tạo thành hình dạng bánh và gói chúng lại bằng lá cây hoặc vỏ cây. Khi bánh đã được nấu chín, người Korowai có thể thưởng thức chúng như một phần của bữa ăn hàng ngày hoặc trong các dịp đặc biệt trong cộng đồng. Quá trình này thể hiện sự sáng tạo và sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách bền vững của người Korowai trong việc tạo ra một món ăn truyền thống và độc đáo.